ám tà. Tình Chúa ôi á cao vời, chút phận còn là kiếp con người. Từ khi trong lòng thân mẫu đồng đưa ôi á tiếng ru, lời ru ấp ủ bao tình. Tình nào như màu nắng xuân hằng theo con tới ngày lớn khôn. Và khi con nghe Chúa gọi mời, theo Chúa không hề vương vấn. Ở trong nhà Chúa suốt đêm ngày, ân huệ tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường, suối hồng ân đổ xuống muôn trùng. Đời con mây mùa mưa nắng, trăm năm chưa tròn ước mơ, trần gian thôi cũng ra từ được bên Chúa nguồn sống vui, thuyền đời con tới bờ ước mong. Này đây con nghe Chúa gọi về, lòng con không còn lưu luyến. Này đây con đáp tiếng xin vâng, đã chọn niềm vui nhà Chúa. Thấy cung điện nhà Chúa, con như chim sẻ náu nương, chẳng mang ước vọng xa vời, chỉ mong con mình thấy thôi, được nhỏ bé khuất chim Chúa. Bài ca con hát cuối cuộc đời là đầy tâm lòng yêu mến, tạ ơn Thiên Chúa đấng cao tôn, ôi nguồn tình yêu tuyệt mỹ. Con xin cảm tạ tình Chúa ôi á cao vời, con xin cảm tạ tình Chúa ôi á khôn lường, con xin cảm tạ tình Chúa. Con là tất cả của Chúa.
nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tiếng con bồi hồi sao xuyên mãi thôi. Sao xuyên mãi tình chua đủ chẳng vơi. Con nào thâu lòng trời cho ngất ngây tâm hồn, gieo vui một niềm cảm mến vô ngờ. Thắp tình Chúa thêm vô Chúa, Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Tìm đâu được hạnh phúc, xin cho con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời con. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô tình, vì yêu con nên đã quên con. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Xin được đáp lại, đáp lại.
trời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lời ghi Chúa con mơ ước ngày đêm, tiếng trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài. Con chẳng trông mong gì lời Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây, sướng vui ngập tràn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy ý Chúa con mơ ước ngày đêm, tiếng trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài. Khi đời con tu điều những bước chân gieo vang tin mừng, từng bước Ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vang ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy ý Chúa con mơ ước ngày đêm, tiếng trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài. Tiếng trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy Thank you.
Xin kính mời quý đức cha, quý cha cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện xin ơn thần nhất và con và thánh thần. Xin ngồi bà Thiên Chúa. Trọng kính quý đức cha, kính thưa cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý sơ, quý thầy, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn. Ngôi thánh đường luôn được coi là trái tim của người tín hữu, bởi chính nơi đây con người được gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân và tìm gặp chính mình. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong suốt thời gian qua, nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh Hilario, Thánh Gioakim quan thầy, được sự cho phép và nâng đỡ của Đức Cha giáo phận, sự lo liệu, vất vả, hy sinh của cha xứ Anton, cùng với sự cộng tác, hỗ trợ của quý ân nhân xa gần, với tinh thần hiệp nhất và mong muốn có được một ngôi thánh đường mới của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Và hôm nay, Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ chúng con một ngôi thánh đường mới thật khang trang. Trong tâm tình tạ ơn và vui mừng, giờ đây con xin kính mời Đức Cha Giuse cùng cha xứ Anton tiến lên cắt băng khánh thành. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Cha để nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và chúc phúc cho ngôi thánh đường mới.
xin làm tầm vỗ tay thật to. Vâng, con xin kính mời Đức Cha và Quý Cha sẽ tiến lên để thả bóng bay. Con xin kính mời Đức Cha Phụ Tá. Con xin kính mời Đức Cha Phụ Tá Tổng giáo phận Hà Nội sẽ tiến lên để thả câu cùng với Đức Cha chúng con. Xin kính mời cha sẽ mở cửa mới. Xin mời thánh giá lên cao. Mời thánh giá lên cao. Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa. Con xin mời cộng đoàn an tọa. Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý sơ, quý thầy, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn. Ngày hôm nay, một ngày hồng phúc mà Thiên Chúa đã thương ban cho gia đình giáo xứ Thư Trung chúng con. Chúng con vui mừng tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin mà Thiên Chúa đã ban tặng cách đây 130 năm, kỷ niệm 10 năm đón nhận sắc thành lập giáo xứ. Chúng con cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa về thiên chức linh mục mà Ngài đã ban tặng cho cha xứ chúng con cách đây 40 năm. Đặc biệt, hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng con hân hoan được
chào đón quý đức cha, quý cha và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, cắt băng khánh thành và làm phép ngôi thánh đường mới. Trong giờ phút thiêng liêng này, trước hết, gia đình giáo xứ chúng con xin thành tâm tri ân và hân hoan chào đón Đức Cha Giuse, vị cha chung kính yêu của chúng con. Gia đình giáo xứ chúng con xin tri ân và hân hoan chào đón Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức Cha Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Trong tâm tình cảm mến và tri ân, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin được chào đón cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông. Trong ngày hồng phúc này, giáo xứ chúng con hân hoan được chào đón quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý sư, quý thầy chủng sinh với tình thương mến ngày hôm nay đã về chung chia niềm vui với giáo xứ chúng con. Trong tình hiệp nhất, ngày hôm nay giáo xứ chúng tôi vui mừng được chào đón quý chức ban chánh chương, ban hành giáo các xứ họ, quý ân nhân, quý khách xa gần đã hiện diện nơi đây để chúc mừng và chia vui cùng giáo xứ chúng tôi. Giờ đây con xin trân trọng giới thiệu cha xứ An Tôn có lời chào mừng tới quý đức cha, quý khách và cộng đoàn. Con xin kính mời. Trọng kính Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Trọng kính cha Lorenzo Chu Văn Minh, Phụ Giám mục Phụ tá Giáo phận Hà Nội, Tổng Giám mục Hà Nội và là đại Giám đốc Đại chủ viện Thánh Giuse Hà Nội. Kính thưa quý cha, tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận, trước hết con xin có mấy lời để tạ ơn Chúa và trình với các đức cha cũng như quý cha trong giáo phận. Tạ ơn Chúa, lạy Chúa, con làm cho Chúa, nhưng chính Chúa đã làm cho chúng con. Trọng kính Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá, cha tổng đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy đại chủng viện, quý sơ dòng Ba Đa Minh, dòng Miến Thánh Giá, tu hội Tấn và tu hội Emmanuel giáo phận Hải Phòng, quý ban chánh chương, quý ban hành giáo, các hội đoàn trong và ngoài giáo phận, quý ông bà và anh chị em từ ở Mỹ, Canada và Anh Quốc và Úc Đại Lợi đang hiện diện và nhiều người cũng vì lý do bất khả thắng không thể về được nhưng cũng đã hướng về giáo xứ Tây Trung và hiệp ý với chúng con tạ ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại này. Thưa toàn thể quý vị, quý khách và cộng đoàn đã về dự lễ khánh thành và làm phép nhà thờ giáo xứ Tây Trung vừa hoàn thành trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Trọng kính quý đức cha, quý khách và cộng đoàn, ngôi thánh đường giáo xứ Tây Trung chúng con được xây dựng là một phép lạ hiển nhiên. Bởi chính Chúa ra tay uy quyền và hành động, chứ chúng con không phải là công sức, không tài cán, không giỏi giang gì, mà chúng con làm được là nhờ ơn Chúa. Và khi chúng con đệ trình đơn xin Đức Cha về việc xây dựng nhà thờ xứ Tây Trung và nhà thờ giáo họ Kiều Sơn, chúng con đã nhận thấy mối lo lắng trên khuôn mặt của Đức Cha. Đúng, Đức Cha đã không ưu tư sao được, vì tuổi con đã ngoài 70. Và cũng có nhiều người nói với con rằng cha đã già rồi, con nghỉ, cha nghỉ ngơi thôi, việc xây dựng là để các cha trẻ khỏe sẽ làm. Nhưng nhờ ơn Chúa, con đã cầu nguyện nhiều, nếu Chúa muốn, con xin được xây cho nhà Chúa ở đời này. Và ngôi thánh đường đã được Chúa nhận lời để hôm nay chúng con được hân hoan ca tạ ơn khánh thành ngôi nhà thờ và sự hiện diện của Chúa giữa lòng giáo dân Thư Trung nói riêng và toàn thể dân Chúa nói chung. Chúng con đồng thanh tạ ơn Chúa với niềm xác tín và sự nâng đỡ của Đức Mẹ Maria. Quả thật,
Tâm nguyện đời con là: con xin Chúa cho con xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Thi Trung và giáo họ Kiều Sơn. Và khi đã xây xong, nếu Chúa có gọi con về, con cũng sẵn sàng bằng lòng theo ý Chúa. Và một điều quan trọng nữa, con luôn luôn từ nọ con kêu gọi giáo xứ Thi Trung và Kiều Sơn, mỗi người phải thay đổi và xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn của mình. Xây dựng nhà thờ mới đòi hỏi mọi người cũng phải đổi mới đời sống đức tin và lòng nhiệt thành tông đồ truyền giáo. Chúng con kính xin Đức Cha Giuse, Đức Cha Lorenzo, quý cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Giờ đây chúng con xin toàn thể cộng đoàn nổ một tràng vỗ tay thật lớn để kính chào quý Đức Cha và quý cha. Và chúng con đây có bó hoa tươi để dâng kính hai Đức Cha. Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý khách và cộng đoàn. Cách đây 40 năm, Thiên Chúa đã thương và trao ban thiên chức linh mục cho cha xứ An Tôn. Trong tâm tình cảm mến, giờ đây cha xứ có những tâm tình về hồng ân đã được lãnh nhận. Con xin kính mời cha. Tạ ơn Chúa, trọng kính quý Đức Cha, thưa quý cha và quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Nhìn lại hành trình 45 lịch của con thành kính tri ân Đức ông Lorenzo Phạm Ân Quynh. Tháng 9 năm 1956, Ngài đã đưa con về giáo phận Hải Phòng. Khi ấy, Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Quân Đạo đã làm giám mục giáo phận Hải Phòng và làm giám quản Bắc Ninh. Năm 1957 đến năm 60, con đã được cùng anh em Hải Phòng về học tại Chủng viện Thánh Gioan Hà Nội. Năm 1960, Chủng viện Hà Nội Gioan giải tán. Khi ấy, lúc con về Hải Phòng, thì lúc thì về Hải Phòng, lúc thì về sống tại gia đình. Đến năm 1973, con chính thức về Hải Phòng và cùng học với thầy Giuse và Văn Dương. Tại đây, anh em chúng con được Đức Cha Cố Phêrô Maria Phất Văn Tạo và Cha Cố Lorenzo Phạm Văn Quynh dạy dỗ. Ngày 19 tháng 3 năm 1976, Đức Cố Đô Mục Phêrô Maria Quốc Văn Đạo đã đặt tay chuyển chức linh mục cho con và cho Cha Giuse Phạm Văn Dương tại nhà thờ chính tòa. Giờ phút này, con xin phép được kính cẩn tri ân Đức Cố Giám mục Phêrô Maria Quốc Văn Đạo và Đức ông Lorenzo cùng người anh em của con là Cha Giuse Phạm Văn Dương. Ngài đã qua đời ngay sau ít ngày kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục. Còn với bản thân con cầu nguyện: Chúa để cho con sống, con phải làm gì cho Ngài? Đó là lý do con xây dựng hai ngôi thánh đường giáo xứ Thi Trung và họ giáo Kiều Sơn. Nói ra điều ấy không phải để kể lể để rồi tự phụ, nhưng là của lễ đời con dâng cho Ngài nhân kỷ niệm ngày con Chúa chọn con làm linh mục, để tri ân mối tình mà Chúa đã dành cho con trong suốt 40 năm qua. 40 năm qua con nghĩ 1, 2, 3, 4 là của Chúa, và số 0, con 0 là con. Con chẳng là gì, quả thế trước mặt Chúa con chỉ là một thụ tạo yếu đuối và đầy bất xứng. Song Chúa đã cho con được hồng ân 45 linh mục và nâng đỡ con trong suốt 5 tháng qua. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn con thực thi thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân. Con kính xin quý Đức Cha, quý cha cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn Đức Cha và quý cha trong và ngoài giáo phận và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Con xin cảm ơn.
để nói lên lòng yêu mến tới vị chủ chăn của mình. Gia đình giáo xứ Thư Trung chúng con có vòng hoa nguyệt quế tươi thắm để kính lên cha xứ An Tôn. Xin mời người ta đứng ở giữa nhà thờ để cộng đoàn chúng con được dâng tình cảm lên cho người ta. Xin đoàn ta một tràng vỗ tay thật lớn, thật to để chúc mừng cho cha xứ An Tôn. Con xin mời quý đức cha, quý cha và cộng đoàn đứng. Xin mời các đoàn hát ca nhập lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Đức Cha Lorenzo, kính thưa quý cha, quý tu sĩ, kính thưa các vị quý khách, các vị ân nhân, các ban chánh chương, các ban hành giáo, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Đối với chúng ta là những người tin vào tình thương của Chúa, mỗi ngày là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Tuy vậy, ngày hôm nay chúng ta có thể hát lên như tác giả của Thánh Vịnh: hôm nay là ngày Thiên Chúa tạo nên, chúng ta vui mừng sung sướng triền miên. Bởi lẽ hôm nay tại ngôi nhà thờ của giáo xứ Thư Trung thân thương này có rất nhiều lý do để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và nhắc nhở cho nhau những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong lịch sử, trong giáo hội, trong giáo xứ và trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta tạ ơn Chúa vì giáo xứ này đã mang dấu ấn đức tin cách đây 130 năm. Dấu ấn đức tin Kitô giáo đã được loan báo nơi này, đã sinh hoa kết trái và đã giúp cho nhiều người được nên trọn lành và thăng tiến trong đời sống nhân bản, đời sống con người. Thứ hai nữa, chúng ta cùng với cha xứ, giáo xứ Liễu Dinh, cha xứ An Tôn kỷ niệm 40 năm hồng ân linh mục. Và nhất là chúng ta cùng chung chia niềm vui khi khánh thành ngôi nhà thờ này. Cha An Tôn là trung tâm sự chú ý của cộng đoàn, cho nên hai bài phát biểu từ đầu lễ cho thấy là cái tâm tình của người nó dạt dào như thế nào. Vì thế tôi xin cộng đoàn có một tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng.
Vâng, hôm nay là ngày Thiên Chúa tạo nên, chúng ta vui mừng, sung sướng, triền miên. Cảm tạ Chúa và cầu xin cho mỗi chúng ta đón nhận hồng ân đức tin, và mỗi chúng ta làm gì để đức tin được thăng tiến và phát triển trong đời sống con người. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Và nhất là qua nghi thức làm phép nước này, giáo hội nhắc cho chúng ta bí tích thanh tẩy mà mỗi người chúng ta đã lĩnh nhận, để chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày sống xứng đáng với danh hiệu Kitô hữu, là một danh hiệu cao quý, đồng thời cũng là một trách nhiệm nhắc nhở chúng ta phải cố gắng và hy sinh mỗi ngày. Lạy Chúa, nhờ Chúa mọi vật đã được nhìn thấy ánh sáng sự sống. Chúa tha thiết yêu thương loài người đến nỗi không ngừng chăm sóc nuôi dưỡng họ như một người cha, lại còn rủ lòng thương lấy xương xa bác ái, rửa họ sạch mọi tội lỗi và không ngừng dẫn đưa họ về với Đức Kitô là vị thủ lãnh. Quả thế vì lòng thương Chúa đã quyết định những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước thánh thì được cùng chết với Đức Kitô và được trỗi dậy trong sạch trở nên chi thể của người và cùng với người thừa kế phần thưởng đời đời. Vì vậy chúng con nài xin Chúa ban phép lành và thánh hóa nước này, để khi rầy trên chúng con và trên các tường nhà thờ mới này, nước ấy trở nên thứ nước thanh tẩy cứu rỗi, để gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho chúng con trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, và xin cho chúng con cùng với mọi anh chị em sẽ cử hành các mầu nhiệm thánh trong nhà thờ này, đáng được đạt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến ngự trong nhà thờ này và dùng ơn Thánh Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ của Ngươi. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đổ phúc lành của Chúa xuống trên nhà thờ này mà Chúa đã thương cho chúng con xây dựng lên, và xin cho các tín hữu khi tụ họp lại đây để gắn bó với lời Chúa và các mầu nhiệm thánh, cảm nhận được sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hứa đến ngự giữa những người tập họp nhân danh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en: Thiên Thần đưa tôi đi tới cổng, cổng quay về phía đông, và này, vinh quang của Thiên Chúa Israel từ phía đông tiến vào. Bấy giờ có tiếng như tiếng nước lũ, và đất rạng ngời vinh quang Đức Chúa. Vinh quang Đức Chúa tiến vào đền thờ qua cổng quay về phía đông. Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này, vinh quang Đức Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi nghe có đứng phán với tôi từ đền thờ, trong khi người kia vẫn đứng bên tôi. Đấng ấy phán với tôi: Hỡi con người, đây là nơi ta đặt ngai của ta, đây là nơi ta đặt các bàn chân của ta. Ta sẽ ngự tại đây giữa con cái Israel cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Khao và mòn mỏi, tôi mong được vào hành lang nhà Đức Chúa, tâm thần và thể xác tôi vui mừng hoan hỷ tìm đến cùng Thiên Chúa. Vẫn kiếm được nơi ở, con chim nhạn đường tổ ấm ủ đàn con. Chúa là Thiên Chúa của muôn đạo binh hùng mạnh, Ngài chính là Thiên Chúa độc nhất. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ của Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào. Trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người,
chính người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp và cùng thầy: Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của bà Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Vì người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ người. Thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi diễm phước, vì đứng đáng làm cho tôi những điều trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh. Đứng từ bi người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, diệt tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ, người đói khát. Người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang người đuổi về tay không. Người đã nhận chăm sóc Israel tôi tớ người, bởi nhớ lại lòng từ bi của người, như người đã phán cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và mưu duệ ông tới muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta biết, cha xứ giáo xứ Thư Trung rất là chu đáo trong việc tổ chức các sự kiện. Vì thế mà sự kiện của Thư Trung hôm nay không phải được cử hành trong Tam Nhật, cũng không phải là trong tuần Cửu Nhật, tức là 9 ngày, mà được tổ chức trong suốt một tháng trời. Biến cố của giáo xứ Thư Trung hôm nay cũng không phải là biến cố mang tính giáo xứ, không phải là mang tính địa phận, nhưng mà đây là một sự kiện mang tính quốc tế. Bởi vì có những người từ bên Anh, bên Pháp, bên Canada, bên Mỹ cùng hiện diện. Vì thế mà chúng ta thấy nó ở mức độ lớn lao như thế nào.
Và trong những ngày này thì cha xứ nhận rất là nhiều quà, như các ông có bà để thấy. Có những món quà thiêng liêng, có những món quà vật chất, có những món quà rất là có ý nghĩa. Việc trao quà và việc tặng quà nói lên tâm tình gắn bó, lòng kính trọng, yêu mến, cùng kèm theo những nguyện ước thiêng liêng. Vì thế mà cha xứ mấy ngày hôm nay, tôi nghe các nguồn thông tin là người nhận nhiều quà lắm. Tuy vậy, từ những món quà vật chất, chúng ta liên tưởng đến những món quà thiêng liêng là điều mà cao quý hơn rất nhiều. Bởi vì những món quà vật chất là bằng chứng, là thể hiện cho tâm tình quý mến cùng với những nguyện ước sâu xa. Vậy hôm nay tôi xin cộng đoàn cùng suy tư về ý nghĩa của những món quà thiêng liêng rất kỳ diệu. Thứ nhất là món quà hồng ân linh mục. Hôm nay cha xứ thư chung kỷ niệm 40 năm hồng ân linh mục, người đã được thụ phong ngày 19 tháng 3 năm 1976 tại nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Như chúng ta biết, chức linh mục là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho con người. Như chúng ta đọc trong kinh Thầy Cả Thượng Phẩm, trong lúc tình yêu xúc động dồi dào không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục công giáo. Vì thế mà chức linh mục là quà tặng của Chúa Giêsu cho thế gian. Trước lúc Chúa bước vào cuộc khổ nạn, Chúa muốn lưu lại mãi mãi với con người. Và qua thiên chức linh mục, Chúa ở lại với con người để cảm thông niềm vui, nỗi buồn, để chia sẻ cuộc đời nhân thế với con người. Chúa thiết lập chức linh mục để các linh mục làm những việc này để nhớ đến Chúa, tức là để cử hành bí tích thánh thể, để cử hành các bí tích, để rao giảng lời Chúa và trở nên là hiện thân của Chúa giữa trần gian. Tuy vậy, nếu chức linh mục là món quà Đức Giêsu ban tặng cho nhân loại, thì Chúa lại ban cho một số người nào đó trực tiếp để qua những người ấy Chúa thông truyền ơn của người cho thế gian. Vì thế mà Chúa đã chọn cha Anton và Chúa ban cho người hồng ân linh mục, để rồi qua cha Anton Nguyễn Văn Uy, chức linh mục trở nên hiện thân của Chúa Giêsu, rồi đem dồi dào ơn thánh của Chúa xuống cho những người mà cha được sai đến để phục vụ cho các cộng đoàn, cho các giáo xứ. Vì thế cha Anton là người trực tiếp đón nhận món quà ấy, nhưng mà không phải là đón nhận cho riêng mình, mà đón nhận cho giáo hội, đón nhận cho cộng đoàn tín hữu. Chúng ta cùng hợp ý tạ ơn với cha trong 40 năm qua. Cha đã đón nhận món quà tặng cao quý ấy, để rồi cha làm cho món quà ấy được đến với mọi người, để món quà của thiên chức linh mục được biến thành niềm vui, được trở thành niềm hy vọng, được trở thành nghị lực sống cho các tín hữu. Bởi lẽ mỗi khi chúng ta đón nhận các bí tích là chúng ta được đón nhận nghị lực, sức sống siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của món quà cao quý mà hôm nay chúng ta cùng với cha Anton để kỷ niệm 40 năm. Và cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm chức linh mục, cha Anton cũng muốn tặng cho giáo xứ thư chung của chúng ta một món quà, đó là ngôi nhà thờ này. Như Ngài vừa phát biểu ở đầu lễ, khi mà Ngài nói ý định xây ngôi nhà thờ, ai cũng cản: cha già rồi, cha xây nhà không biết có xong không. Có nhiều người cũng động viên người, nhưng mà cũng nói là để cha xem ý Chúa thế nào. Ngài có tâm sự với tôi là cầu nguyện với Chúa là: lạy Chúa, nếu Chúa không cho con xây nhà thờ thì Chúa phá ngay từ ban đầu để con biết. Mà Chúa không có phá, mà Chúa lại ban ơn một cách lạ lùng. Cho nên đang khi xây dở ngôi nhà thờ này, thì những người Việt kiều ở Canada, ở Mỹ, ở Anh,
Sau khi xuống đây thăm nhà thờ và thăm cha xứ, thì họ lên tòa giám mục họ nói với tôi rằng: con đến giáo thư chung, con chỉ biết cúi đầu, ngưỡng mộ và kính phục. Mà hôm nay chúng ta thấy cũng biết bao nhiêu người đến đây ngưỡng mộ và kính phục. Và có người nói rằng thì là đúng là như người ta nói là càng già, càng dẻo, càng dai. Mà Châu Y thì nói lên cái điều ấy, xây ngôi nhà thờ này bằng cái vốn liếng chính là lòng phó thác và lời cầu nguyện. Vì thế mà Ngài tâm huyết để tặng cho giáo xứ Thư Trung, mà đương nhiên giáo xứ Thư Trung là tặng cho giáo phận Hải Phòng, tặng cho giáo hội một ngôi nhà thờ này, như là nỗ lực, như là tâm huyết. Trong suốt 40 năm linh mục, Ngài xây nhiều thờ nhà thờ lắm, có nhiều ngôi nhà thờ xây phá rồi, nhưng mà không có ngôi nhà thờ nào mà lại kiên cố, đẹp đẽ, khang trang, có tầm mức như ngôi nhà thờ Thư Trung. Vì thế mà chúng ta vẫn có hy vọng rằng Ngài sẽ còn xây nhà thờ nữa. Mặc dù Ngài cầu nguyện với Chúa là con xây ngôi nhà thờ Thư Trung xong thì con chết cũng được, nhưng mà từ hôm gần xong nhà thờ thì Ngài khỏe ra nhiều lắm. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện để cho Ngài có thể xây nhiều nhà thờ nữa mà tặng cho giáo phận. Nhưng mà nói một cách cụ thể là Ngài tặng cho giáo xứ Thư Trung này và tặng cho giáo phận một ngôi nhà thờ. Đương nhiên ngôi nhà thờ này xây trước hết là ơn của Chúa và là sự đóng góp của biết bao ân nhân xa gần. Nhưng mà cha An Tôn là người đứng lên để quy tụ. Cha An Tôn là người mà có thể có cái uy tín của mình để mọi người bỏ tiền ra để đóng góp xây dựng cho công trình này. Người ở trong giáo xứ cũng như người ở mọi nơi, họ không phải là người giáo dân ở đây, nhưng mà họ cùng chung một cái niềm vui của giáo hội, cùng chung một nhịp sống của giáo hội. Vì thế ngôi nhà thờ này đối với ban chánh chương, ban hành giáo, quý ông bà và anh chị em của giáo xứ Thư Trung, mỗi khi nhìn ngôi nhà thờ này thì nghĩ đến một món quà vô giá mà cha An Tôn muốn để lại cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau. Đối với chúng tôi đi tu làm linh mục thì không phải là xây nhà thờ để mà vinh danh bản thân mình. Xây một ngôi nhà thờ không phải là để mình hưởng thụ, cho nên có nhiều cha xây nhà thờ xong thì vâng lệnh bề trên, chuyển xứ vẫn vui vẻ như thường. Vì thế mà mục đích xây ngôi nhà thờ là cho cộng đoàn tín hữu địa phương, mục đích xây nhà thờ để cho các thế hệ sau này, mục đích xây ngôi nhà thờ để cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa nơi đây. Và ngôi nhà thờ này còn là bằng chứng cho hiệu quả của lời cầu nguyện và lòng phó thác cậy trông. Bởi lẽ cha An Tôn khi mới đầu xây ngôi nhà thờ này, số vốn liếng ban đầu không có được bao nhiêu, trong khi đó có rất là nhiều người can ngăn vì người đã tuổi cao sức yếu. Ngày năm đầu tiên về đây, lễ Giáng sinh đang giảng lễ đêm đã hạ cánh rồi, cho nên mọi người sợ là người không chắc là có xây nổi ngôi nhà thờ này. Nhưng mà Ngài hạ cánh xong hôm sau lại bay lên như thường. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa, vì cảm ơn cha xứ vì món quà ngôi nhà thờ này cho giáo xứ, cho giáo hội. Một món quà thứ ba nữa mà mỗi người chúng ta hôm nay cũng cùng suy tư, đó là món quà đức tin. Hồng ân đức tin là một món quà vô giá Chúa ban cho con người, mà chúng ta có thể được đón nhận khi chúng ta được rửa tội. Giáo xứ Thư Trung hôm nay ghi nhận dấu ấn đức tin tại mảnh đất thân thương này 130 năm. Có nghĩa là đức tin đã được loan báo trên mảnh đất này. Đồng thời các bậc tiền bối của chúng ta đã đón nhận đức tin, đã sống đạo, đã đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu và truyền lại cho các thế hệ. Đến hôm nay là thế hệ của chúng ta được hưởng di sản cao quý ấy. Nếu nói đức tin là một món quà của Chúa ban, thì có nghĩa là Chúa ban cho người này mà Chúa lại không ban cho người kia. Cho nên có nhiều người có đức tin mà có nhiều người lại không có đức tin. Chúa ban đức tin mà có người thì trân trọng giữ gìn, nhưng mà cũng có các người thì vô tâm để mất. Bởi vì đức tin là một quà tặng, có người giữ được và có người không giữ được. Vì thế đối với chúng ta nhận ra món quà đức tin là một hồng ân vô giá Chúa ban, và cầu xin Chúa để chúng ta giữ được món quà đức tin ấy. Đồng thời chúng ta truyền tải cho các thế hệ mai sau
đức tin vào Chúa, đức tin vào giáo hội, để rồi đức tin ấy mỗi ngày một lớn lên trong cộng đoàn, lớn lên trong cá nhân của mỗi người. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta chia sẻ niềm vui với cha xứ, chúng ta chia sẻ niềm vui với cộng đoàn đức của giáo họ xứ Thư Trung, đồng thời là niềm vui của giáo phận Hải Phòng. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta hãy trở nên một quà tặng đối với những người xung quanh mình. Nói đến quà tặng là nói đến sự thân thiện, nói đến niềm vui, nói đến sự cởi mở, lòng bao dung. Nói đến quà tặng là nói đến sự trân trọng, sự chiều mến. Và mỗi người chúng ta nếu ý thức mình là một quà tặng của những người xung quanh và những người mình đang sống cùng cũng là quà tặng đối với mình, cuộc sống này sẽ trở nên những điều tốt đẹp và con người sẽ xích lại gần nhau hơn và cuộc đời này bớt đi những gì là bi thảm, những gì là ghen ghét và bạo lực. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn trong thánh lễ này, cầu nguyện cho cha xứ bước đi tiếp những bước đời trong cuộc đời linh mục của mình đầy niềm vui và đem ân sủng cho các tín hữu. Chúng ta cầu nguyện cho giáo xứ này ngày hôm nay vui mừng tạ ơn Chúa khánh thành nhà thờ, được thăng tiến trong tình hợp nhất và thăng tiến trong đời sống đức tin. Tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong kinh tạ ơn chúng ta vừa nghe cũng là tâm tình của mỗi chúng ta, lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Đức Mẹ đã cảm nhận được sự vui mừng và sự can thiệp của Chúa trong lịch sử. Đức Mẹ đã dâng lên lời tạ ơn Chúa. Đức Mẹ đã hòa mình vào với niềm vui của cả dân tộc và hướng về tương lai, vì Thiên Chúa sẽ can thiệp và Chúa sẽ ban Đấng Messia đến để cứu độ trần gian. Ngày hôm nay chúng ta cũng hướng về một tương lai của giáo phận, cầu nguyện cho tương lai của giáo xứ. Hy vọng biến cố khánh thành ngôi nhà thờ, biến cố tạ ơn này sẽ là một cái điểm đánh dấu nhấn quan trọng, sẽ là một khúc rẽ quan trọng của lịch sử để đưa cộng đoàn của chúng ta thăng tiến trong bình an và trong tình hiệp nhất và trong đời sống đức tin. Nhờ đó chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong bối cảnh xã hội hôm nay. Và như vậy thì không phải chỉ là một ngôi nhà thờ này là ngôi nhà thờ bằng bê tông, cốt sắt, bằng đá, bằng gỗ, nhưng mỗi chúng ta là một ngôi nhà thờ sống động, có Chúa hiện diện và đang lớn lên mỗi ngày. Amen. Anh chị em thân mến, trong tâm tình đức tin, trong lòng cậy trông phó thác, giờ đây chúng ta cùng sốt sáng dâng lên Chúa lời cầu nguyện để xin Chúa đổ muôn ơn thánh lên trên ngôi nhà thờ này. Xin Chúa ban cho tất cả những ai đến nơi này để cầu nguyện thì họ thực sự được gặp gỡ Chúa, và xin cho ân sủng dồi dào của các bí tích nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa là đấng thánh hóa và cai quản hội thánh, chúng con hoan hỷ tung hô danh Chúa vì hôm nay dân tín hữu muốn cử hành nghi lễ trọng thể làm phép ngôi nhà cầu nguyện này cho Chúa, để nơi đây họ thờ phượng Chúa cách sốt sáng, lắng nghe lời Chúa dạy bảo và được nuôi dưỡng bằng các bí tích. Ngôi nhà này là biểu hiện mầu nhiệm hội thánh mà Đức Kitô đã thánh hóa bằng máu người để phô bày trước mặt mình một hội thánh là hiền thê vinh hiển, là trinh nữ trội trang về đức tin nguyên tuyền, là hiền mẫu phong phú nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Hội thánh thật là thánh thiện, là cây nho mà Chúa đã lựa chọn với cành lá vươn ra che khắp mặt đất, và nhờ cây gỗ thập giá chống đỡ đã đâm chồi vươn lên đến tận nước trời. Hội thánh thật là diễm phúc, là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, là đền thờ thánh thiện xây nên bằng đá sống động, tựa trên nền tảng các tông đồ và có Đức Giêsu Kitô là đá góc tường. Hội thánh thật là cao cả, là thành trì dựng trên đỉnh núi, hết thảy đều nhìn thấy, mọi người đều trông rõ, nơi ấy ngọn đèn của Chiên Con liên lỉ chiếu sáng và vang dội lời ca tri ân của các thánh. Vì thế lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương đổ xuống trên nhà thờ này chan hòa ơn thánh bởi trời, để nhà này luôn luôn là nơi thánh và để bàn này hằng dọn sẵn hy tế của Đức Kitô.
Lạy Cha, xin cho nơi đây có sóng nước ơn thánh chôn vùi tội lỗi loài người, để con cái Cha nhờ chết đi cho tội được tái sinh vào sự sống trên trời. Xin cho nơi đây các tín hữu Cha biết đến quanh bàn thờ cử hành cuộc tưởng niệm lễ vượt qua và được bổ dưỡng nhờ bàn tiệc lời Đức Kitô và mình máu thánh người. Xin cho nơi đây vang lên lời ca ngợi hân hoan, hòa âm thanh loài người với những lời ca của các thiên thần và liên lỉ bay lên tới Cha lời nguyện cầu cho phần rối thế gian. Xin cho nơi đây kẻ nghèo hèn gặp được lòng thương xót, người bị áp bức đạt được tự do chân thật và mọi người đạt được mặc phẩm giá của con cái Cha cho đến ngày họ sung sướng đạt tới Jerusalem trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa những ý nguyện của cộng đoàn để xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Chúa ban cho chúng ta những nhu ơn cần thiết để mỗi người chúng ta sống ơn gọi hành trình của người Kitô hữu. Chúng trong tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời cầu nguyện. Xin Thầy thêm đức tin cho chúng con. Đó là lời cầu xin của các tông đồ với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn đức tin chúng ta trải qua 130 năm đón nhận luôn trung thành và vững vàng trước những sóng gió của cuộc sống ngày hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người biết kính trọng ngôi nhà Chúa, nơi của sự gặp gỡ Chúa và tình sự hiệp thông với nhau, luôn là những viên đá sống động để xây dựng ngôi đền thờ tâm hồn cho Thiên Chúa ngự. Chúng con cầu xin Chúa. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã thương anh em. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa trong ngày hồng ân 10 năm thành lập giáo xứ và xin cho tình hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa để mọi người luôn là những viên đá sống độc hiệp nhất trong yêu thương và phục vụ cộng đoàn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy học hỏi với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Đó là tâm niệm đời linh mục của cha xứ An Tôn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa trong ngày kỷ niệm 45 sống ơn gọi mục tử theo Chúa Giêsu và xin cho Ngài luôn là mục tử như lòng Chúa mong ước, luôn nhiệt thành kiên trung, tiếp tục ơn gọi mà Chúa và bề trên đã trao phó cho Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhận lời dân Chúa đang thiết tha cầu nguyện mà tuôn đổ hồng phúc xuống trên chúng con. Cách riêng xin Chúa trả công cho quý vị ân nhân đã đóng góp công sức và xây dựng ngôi nhà thờ này. Xin cho họ được hưởng những ân huệ xứng đáng với công phúc của họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa về mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên Cha chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này lại chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Lorenzo đồng tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cầu nhân anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sao, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được hưởng áo ấy, và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước ác không, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian,
phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sức mạnh cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong đợi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây con xin kính mời cha xứ An Tôn
có lời tri ân tới quý Đức cha, quý khách và cộng đoàn. Trọng kính Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận, Đức cha phó phụ tá Tổng giám mục Hà Nội, quý cha trong và ngoài giáo phận và toàn thể cộng đoàn. Sự hiện diện đông đảo của mọi người trong thánh lễ tạ ơn về hôm 40 năm linh mục của con và khánh thành làm phép ngôi nhà thờ cho thấy sự quý mến của mọi người đối với trong giáo xứ Tư Trung nói chung và cách riêng là với bản thân con. Trước hết con xin cảm tạ Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng. Chúng con cảm tạ Đức cha đã về chủ tế thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con cũng như bản thân con. Riêng con, Đức cha có những lời chúc mừng và những món quà cách riêng nhân ngày kỷ niệm con 40 năm hồng ân linh mục. Kế đến, chúng con muốn nói lời cảm tạ với Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giám mục Hà Nội và giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Chúng con cảm ơn Đức cha không quản ngại đường xá về đây để dâng lễ tạ ơn cho con và cho giáo xứ của chúng con. Con cảm ơn cha Tổng đại diện cùng quý cha trong ban tổ chức đã chuẩn bị để thánh lễ hôm nay được diễn ra long trọng và sốt sắng. Con cảm ơn quý cha đồng tế đã hiện diện trong thánh lễ, chung lời cảm tạ với giáo xứ và những ơn lành Chúa đã ban cho con. Trọng kính Đức cha, quý cha cùng nam nữ tu sĩ và cộng đoàn, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ giáo xứ Tư Trung và để có thành quả hôm nay, phải nói lời cảm ơn Đức cha giáo phận đã cầu nguyện giúp đỡ kinh tế và dành những lời động viên thiết thực cho chúng con. Với cụ chánh trương Hilario Nguyễn Đức Kiểm, ban lãnh giáo và các hội đoàn đã nhiệt thành cộng tác, đặc biệt với những người anh em như anh Quyền vẽ và thiết kế ngôi nhà thờ này và công đức hoàn toàn. Tôi xin cảm ơn nhiều cá nhân và gia đình đã công đức không muốn được nêu tên nhưng đã làm với lòng nhiệt thành cho nhà Chúa. Để làm sáng danh Chúa, một gia đình đã công đức cho cả một mái nhà thờ và 5 bộ đèn chùm. Hai gia đình công đức từ 200 đến 300 tấn xi măng. Xin nói lời cảm ơn đặc biệt với gia đình anh Mạnh là người ngoại giáo đã cung cấp rất nhiều nguyên vật liệu, gạch cát xi măng mà không chưa hỏi đến đồng tiền và anh ta có trả lời trả lúc nào cũng được. Tôi xin cảm ơn những người ở nước ngoài như bên Anh, Úc, Canada và Mỹ đã hướng về giáo xứ Tư Trung và rộng lòng giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm ơn gia đình anh chị Tâm Chín đã cung cấp cho nhà thờ với 35.000 mét dây điện lớn nhỏ. Cảm ơn với những người giáo dân trong giáo xứ và ngoài giáo xứ đã dâng vào nhà thờ Chúa nhiều ít để giúp đỡ cho công việc xây dựng nhà Chúa. Tất cả chỉ có Chúa biết mà không muốn được xứng tên. Việc xây dựng nhà thờ, ngoài ban chánh trương, ban hành giáo cùng các hội đoàn, tôi phải lời cảm ơn tới ông Hilario ông Hùng và ông Trọng là người ngoại giáo bên giám sát công trình và anh Hùng thợ điện. Cùng với đoàn thợ xứ An Quý, anh em giáo phận Thái Bình đã nhiệt tình với công việc xây dựng để ngôi nhà thờ được hoàn thành nhanh chóng. Với lời cảm ơn với nhà máy sơn Vivada Hà Nội, giám đốc là ông Đô cũng đã cung cấp với một giá rất nhiệt tình. Trọng kính Đức cha, quý cha và cộng đoàn, lời cảm ơn con chỉ biết cảm ơn, xin Chúa chúc lành và trà và công bội hậu cho quý ân nhân
và cho mọi người. Chúng con xin quý Đức Cha, quý Cha Cộng đoàn giúp đỡ tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha. Giờ đây con ít phút, con xin báo cáo cùng quý Đức Cha, quý Cha Cộng đoàn về tổng thu và tổng chi trong việc xây dựng nhà thờ. Thưa Đức Cha, con không muốn nói một cái chi tiết, con xin phép được nói ngắn gọn. Chúng con tổng chi là 10 tỷ 198 nghìn 19 nghìn, và thu như vậy có 8 tỷ 292 nghìn 740 nghìn đồng. Như vậy chúng con còn thiếu hơn 1 tỷ nữa. Thôi thì nợ, thì đời người ta có câu rằng cháu quanh nợ giả dần. Xin trọng kính hai Đức Cha, quý Cha, thật là một điều hồng ân Chúa ban cho con. Với tuổi già nhưng được rất nhiều người cũng yêu mến, bởi vậy cho nên người ta cũng giúp. Trong giáo xứ chúng con đây thì người giúp nhiều dù ít, dù đến 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5, 7 triệu, đến 120 triệu, đến 100 triệu, 200 triệu. Chúng con cũng có thể nói rằng mọi sự Chúa đã làm cho chúng con. Đấy là điều thành công mà một niềm tin của con lúc nào cũng vẫn đặt phó thác và tin tưởng ở nơi Chúa. Chắc chắn điều đó thì các Đức Cha cũng như quý Cha cũng hiểu chúng con với thành kính để cũng như một quà tặng, Đức Cha nói tặng cho giáo xứ, giáo phận. Và đấy thì không có ra đi thì cũng đó là một cái thành quả để lại cho giáo phận Hải Phòng. Xin Đức Cha, quý Đức Cha và các cháu cầu nguyện cho con. Và sau cùng thì tôi cũng muốn nói là ông cụ Tránh Trương sẽ nên nói với các cụ và anh chị em. Con cũng xin kính mời hai Đức Cha, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn với quý khách đã được mời để giữ một bữa cơm cho vui vẻ trong giáo xứ tùy chung của chúng con. Xin cảm ơn. Con xin kính mời quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn đứng để đón nhận phép lành thánh lễ. Sau là bài hát kết lễ, con xin kính mời quý Đức Cha, quý Cha ở lại gian cung thánh để chụp ảnh lưu niệm với giáo xứ chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Chúa trời đất hôm nay đã kết hợp anh chị em để làm phép ngôi nhà thờ này. Xin người ban cho anh chị em được tràn đầy phúc lành bởi trời. Chúa đã muốn tập hợp tất cả các con cái người tản mát khắp nơi vào trong con một người. Xin người ban cho anh chị em nên đền thờ người và nên nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban cho anh chị em một khi đã được phúc thanh tẩy, có thể giữ người ngự trong anh chị em và sẽ được cùng các thánh hưởng gia nghiệp hạnh phúc muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.